nè coi nó chạy nó tương cành 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 nè đó 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 nhảy người giật giật giống như ngựa nhảy đó đó đó, đó. Chiếc này là nhiêu đây? 8-2 năm nè. Nó ở này nó ra cài rồi. Phát chạy. Đúc. Hai chiếc luôn nè. Cái này đang đứng ngược nắng nên nó hơi tối. Đứng gần. Đó, đây chiếc là 3 chiếc nè. Trời. Ba chiếc nè. Rồi ông này sao ông đậu lại rồi. Ăn cơm hả? Sao cái vỏ gì trời? Cái vỏ cũng vỏ cơm. Giờ này ăn cơm yến cơm hay gì vậy? Hồi đó có sách lại nước thanh. Được. Rồi cái chiếc kia nhìn lũ qua đám đó có quay lại không? Quay. Những cài. Hả? Thật tình những cài. Quay lại. Giỡn gì lắm. Dạ không, cho mấy bạn bè nó khoái mấy cài coi. Tiếp tiếp tục sẽ có đen luôn kìa. Không quay thẳng luôn. Thì bây giờ đâu có biết ngày nào mưa ngày nào không mưa đâu. Kéo mấy chục máy mình thấy máy kéo mà. Bữa trước thấy 6 máy kéo 7 máy kéo á. Lâu mình nó hiện cái rồi nghe đã. Có quay được 5 chiếc rồi chứ không chưa tới 5 chiếc kéo 1 chiếc. Bữa tôi nghe nói gần cả chục ha. À, cái đám này sát lộ đó. Rồi, đâu có biết ngày nào nhổ đám đó đâu. Năm sau là cạnh đám đó. Dạ Long An đi. Nó cài nó cài. Chạy nhảy kìa. Dạ cũng chạy lên nó không kịp đâu. Dạ, tí xíu xuống đó liền. Quay này rồi đem đi đâu? Dạ, quay đăng lên mạng cho bạn bè coi. Rảnh đi chơi vậy đó. Đúng rồi, qua bà tôi có em đi về trời nó rảnh lắm. Rảnh đó. Rồi nó mua máy chụp hình rồi máy quay phim rồi nó đem nó quay. Rảnh đó. Đăng lên mạng là chụp quay vậy gì? YouTube. Cái Long An dấu yêu. Hả? Long An dấu yêu. Long An dấu yêu. Dạ, ở đây bên Long An phải không? Dạ không thì cái tên Long An dấu yêu YouTube á. Rồi mình bấm cái lên nè. YouTube mà cái gõ Long An dấu yêu rồi vô. Không biết vậy bấm lên coi. Dạ. Bên nào có? Mai. Tối mai. Xuống đầu dưới đứng ngay đầu dạt cái quay rồi. Chặt mình quay gần thấy mới ngon chứ. Dạ. Tối mai quay. Chặt mì. Bạn coi chạy xịt có đèn nè. Chạy chảo nha. Bên là rút. Xa xa một chiếc nữa. Chiếc chạy gần như này chạy nhìn mới sướng. Chạy, em giật nhảy giống như ngựa.
xíu quay lần tiếp. Đây là lúa 8 năm. Cà chảo. Sao rồi? Sáng không sáng sao mà say nắng? Say nắng thật luôn. Thế hả? Trời, sao mà chùm kín mặt mày trời? Nắng quá. Trời ơi đất luôn. Cái lún này nó rất là xa đó, mà chạy tới đó là bắt đầu chưa được nửa đám trở lên. Cầm.